Ok, xin chào các bạn, mình là bé Viên. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Thì mình mong các bạn sẽ xem hết video và hãy nhớ đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy hay. Thì đây là một câu hỏi rất rất là muôn thuở luôn, đó là có rất là nhiều bạn hỏi mình là có nên để chén nước, ok, nghĩa là để cái nắp nước vô trong hộp nguyên nhựa xà lim hay không. Thì mình sẽ nói hôm nay mình sẽ nói lý do nên và không nên. Thứ nhất, chúng ta không nên bỏ vào hộp nuôi nhện xà lim. Thứ nhất, con nhện xà lim nó rất là bé các bạn, và cái hộp nuôi của nó thì chắc chắn cũng không thể nào to được rồi. Thì mình sẽ cho các bạn một ví dụ thử nha. Ok, các bạn đợi mình một xíu, mình sẽ cho các bạn một ví dụ. Mình sẽ lấy một cái nắp, thì đây là một cái nắp chai nước ngọt thôi. Và mình sẽ từ từ mình sẽ zoom xa ra một xíu. Ok, thì đây là một cái nắp của một chai nước ngọt nha. Bây giờ cái hũ này, ok, mình sẽ bỏ vô cái hũ. Bây giờ mình không biết làm sao, mình sợ nó trúng con nhện quá. Ok, mình sẽ bỏ cái nắp vô. Thì chắc chắn các bạn cũng thấy là nó khá là to đúng không? Và cái độ cao của nó cũng khá là cao. À, mình nhìn ở đây thì nó có vẻ nó khá là thấp, nó không sao, nhưng đối với con nhện nó, so với con nhện nó thì nó rất là cao các bạn. Thì chúng ta không nên để tránh cái trường hợp là có một số con ở đây, ok, thì ở đây là những con to rồi mình không nói nha, còn những con mà nó ở dạng dạng bé giống như kiểu Coolie hay Saline hay đồ á, thì các bạn cũng biết là kích thước của nó là như hạt mè. Ok, mình sẽ chỉnh lại một xíu, bạn đợi một xíu. Đúng không? Kích thước của nó như hạt mè. Thì các bạn cũng biết là nếu như chúng ta để vô, lỡ con nhện nó không không ai đi, thì tối thì nó hay bò, nó sẽ rớt vô cái nắp đó. Có thể nó sẽ không ra được và nó có thể nó sẽ bị chết. Thì những clip trước thì mình hay nói về cái vụ uống nước đồ đó, thì mình không nên để. Thì mình hãy nên quan sát một xíu, mình hay xịt ẩm cho nó và mình cho nó ăn điều độ là ok rồi. Khi nào nó lên khoảng size 5, size 6 thì lúc đó chúng ta sẽ sang nó xem một cái hũ to hơn, chẳng hạn như một cái hũ như thế này. Ok, mình sẽ lấy ra chẳng hạn như cái hũ như thế này. Ok, thì đây là mấy cái xác mình gấp ra thôi, một cái hũ to như thế này. Thì lúc đó mình có thể bỏ cái nắp nước vô, thì con nhận size 5, size 6 thì chắc lúc đó nó cũng khá là to rồi các bạn, nên chúng ta có thể gọi là sao nhỉ, thoải mái, không có lo. Chứ còn bây giờ các bạn con xà lim mà các bạn bỏ cái nắp nước vô thì nó rất là nguy hiểm luôn, và thứ hai là nó cũng không cần thiết cho lắm về những cái vấn đề như là nắp nước. Nếu như nhận các bạn xịt ẩm thường xuyên, hoặc các bạn giữ cái độ ẩm cho nó ok thường xuyên á, thì thật sự là rất là ok, tại vì nó uống nước. Những clip trước thì mình cũng nói là cách uống nước của nó như thế nào rồi. Thì nếu như các bạn là một người bận rộn thì các bạn có thể bỏ một cái nắp nước. Thì cái nắp nước đó các bạn có thể bỏ chèn một hai viên đá vô, hoặc là các bạn có thể bỏ bằng giấy này, các bạn giấy ăn á, các bạn có thể bỏ giấy ăn vô trong cái nắp nước đó, để kiểu như là mình không có cho nhện nó chui vô hết cái nắp nước đó hoàn toàn. Và nhưng mà mình thấy các bạn chỉ cần xịt ẩm và cho ăn điều độ là ok rồi, không nhất thiết phải cần tới cái nắp nước đâu. Thì theo mình nghĩ là không nên. Còn nếu các bạn cảm thấy có thể là những ý kiến trái chiều khác, nhưng mà mình nghĩ là không nên. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy nhấn like cũng như đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Mình là Bé Việt.